món cua đã xong. Đây, xin mời món cua đã xong. À, đù. Cho cô một cam. Xin màu đỏ. Và màu đỏ con gì nữa? Con quay. Đấy, cò cầm quay đi. Đấy, rồi. Cô sẽ gạn cái nước này ra. Nào, quay đúng rồi cái nồi chứ. Cái quay chân bố làm gì? Không. Con đưa cái bát đây, bố gạn cái nước ra đã. Cái chậu bố nhá, cái chậu này nhá. Được, bát kia cái linh đấy. Khổ quá, bố để bát sẵn lên rồi. Nào cò bỏ nuôi cái máy ra. Yeah. Ăn khó chưa? Chậu, ăn không quay đúng góc gì cả, quay kiểu này thì. Đây, quay đúng góc này nhá. Để quay được cả con cua. Bật đèn lên quay chưa? Đèn biết cái gì nữa? Ra ngoài lại dí cái đấy và đổ bốn gom hết cái nước này ra. Như may mà vẫn còn ít nước. Rồi. Nặng không bố? Nặng nhau. 3 cân. Đổ đi bố nhá. Cái gì? Đổ bát. Đổ đi ra, để ra bát làm gì? Hoàn thành. Xin mời món cua đã hoàn thành.